thì cái gỗ đinh thối này các bác ạ là một loại gỗ thuộc nhóm 2. Tuy nhiên thì cái giá thành của nó thì lại cao hơn những cái gỗ ở nhóm 1. Thì các bác biết vì sao không? Đó, rất là hay nhá. Gỗ nhóm 2 thì nhưng mà giá thành lại cao hơn gỗ nhóm 1 là bởi vì đây này các bác này. Cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu năm, năm 2021 là tính theo ngày dương lịch, những ngày âm thì là cũng như là cuối năm rồi. Thì trong video clip buổi chiều ngày hôm nay thì nhà em có giới thiệu cho các bác một bộ bàn ghế trường kỷ. Đây là một bộ bàn ghế trường kỷ hàng đại và có kích thước là dài là 2m17, sử dụng là chất liệu gỗ đinh chun. Đây thì trước mắt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm đây. Thì bao gồm có 3 món là 2 chiếc đoản dài và 1 chiếc bàn tíu. Thì bộ sản phẩm này hiện tại là đang còn nguyên mộc quý vị nhé. Đang còn nguyên mộc thì em có quay và giới thiệu mộc cho các bác xem được. Đây, em sẽ đi vào đường nét chi tiết hơn của bộ sản phẩm này. Bộ này thì là vách là được đục là trơn, bởi vì là cái phần vách này rất là vân này, quanh này vách này rất là vân đẹp nên là sẽ làm trơn để chơi vân gỗ là chính. Còn phần mặt này thì là có cái diện tích chiều sâu là 50 quý vị nhé. Đây là hàng đại này. Phần yếm của nhà em, yếm là được đục yếm trúc, cũng như là chân, là phần chân là chân chín chỉ. Đó, yếm trúc phòng, đục phòng rất là đẹp. Đây, hàng rất là nét các bạn ạ, hàng rất là nét. Và đặc biệt là cái phần vân gỗ đây, cái phần vân gỗ đây, vân gỗ tự nhiên đây, rất tuyệt vời luôn. Đây là phần bàn tiếu này. Bàn tiếu thì có hai tầng, tầng mặt trên và tầng xa dưới cũng là đều là ván liền hết. Đây, đó thì cây gỗ đinh thối này là một cây gỗ khổ lớn, nó vân gỗ các bạn này, vân xoắn như là miếng thịt đây, vân xoắn như là một miếng thịt đây. Chiếc tiếp theo là chiếc bên này là hình ảnh chiếc ghế thứ hai, chiếc ghế thứ hai đây. Thì cái gỗ đinh thối này các bác ạ là một loại gỗ thuộc nhóm 2. Tuy nhiên thì cái giá thành của nó thì lại cao hơn những cái gỗ ở nhóm 1. Thì các bác biết vì sao không? Đó, rất là hay nhá. Gỗ nhóm 2 thì nhưng mà giá thành lại cao hơn gỗ nhóm 1 là bởi vì đây này các bác này. Cái lý do nó nằm ở đây này. Đó, cái lý do nằm ở cái vân gỗ này này. Cái vân gỗ nó chun này. Những bộ nào mà vân càng chun thì giá thành nó lại càng cao các bác nha. Quá tuyệt vời luôn. Những cái bộ trường kỷ gỗ đinh chun rất là giá trị, cũng như là vân gỗ của nó thì là vân chun tự nhiên đây. Vân chun ở những cái phần tay này hay là những cái phần vách này, vân rất là chun này. Bộ này là vân quá chun nên em là để vách đục trơn hết. Đây, em lại lướt một góc máy tổng thể cho các bác xem chú tít luôn. Rất là tuyệt vời. Hiện tại thì trường kỷ đang rất là hot các bác ạ. Trường kỷ rất là hot trong những năm gần trở lại gần đây, thì là cái thú chơi trường kỷ đang trở lại rất là thịnh hành. Những cái mẫu nhà vườn hoặc là nhà cấp 4 mà kê hai bên hai bộ trường kỷ, ở giữa mà kê trường kỷ ở giữa mà kê sập cụ tủ tre và sập thờ hoành phi câu đối thì là rất là tuyệt vời luôn. Những mẫu nhà thì hiện nay xu thế là các bác là đang dần trở lại chơi những cái sản phẩm đồ gỗ đây. Cái mặt bàn này các bác này, cái mặt bàn này chun này, vân này, vân như là một miếng thịt mà vân sợi nó đều như này thì chứng tỏ đây là một cái cây gỗ rất là lâu năm. Cây gỗ lâu năm thì là nó sẽ là rất là giá trị nhá. Nên là các bác mà sử dụng những cái sản phẩm đồ gỗ mà hàng giá trị như này trong nhà ấy, thì là theo thời gian ấy thì là giá thành giá trị nó sẽ tăng lên chứ không bao giờ bị mất giá đi. Đó, chiếc ghế này quá là đẹp luôn. Và toàn bộ là cái phần ván mặt này nhà em là ván mặt liền một tấm các bác nhé, liền một tấm hết mặt bàn, mặt tíu cũng như mặt ghế là liền tấm hết. Đây thì em có rửa nước vào để cho nó sạch cái phần bụi gỗ đi. Thì hiện tại là đang gỗ nó nước nó đang khô rồi các bạn này, nước này khô rồi. Gần khi chúng ta hoàn thiện lên ấy thì cái vân gỗ nó sẽ cũng nổi như vậy thôi. Rất là đẹp.
lìa tổng thể hai chiếc ghế này, để chiếc thứ nhất này, tiếp theo chiếc thứ hai, đẹp quá các bạn. Rồi thì vừa rồi thì em đã lìa chi tiết hết cái bộ trường kỷ Đình Chu này, còn các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tù Tám nhé. À, xưởng nhà em thì có địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ này, số điện thoại là 0957 510 1806. Hôm nay là máy nó hơi ồn một chút, các bác thông cảm, có thể nghe được tiếng máy. Ok mọi người nhé, thì mọi người quan tâm đừng quên bấm like, đăng ký kênh để theo dõi thêm những bộ sản phẩm mới khác và đặc sắc hơn. Xin chào mọi người.